Sáng ngày 13 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp và giải quyết đơn của công dân, cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Phạm Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ban dân vận Quận ủy, lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban nhân dân phường liên quan. Theo đơn của bà Vũ Thị Ngọc Bích cư trú tại phường Bắc Sơn, năm 2012, gia đình bà nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất ở gia đình đã sử dụng là 378,09 m2, trong đó có 40 m2 thuộc dự án đấu giá đất Hoàng Quốc Việt. Năm 2014, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân quận cấp cho gia đình bà không có phần diện tích 40 m2 thuộc dự án đấu giá đất Hoàng Quốc Việt, mà chỉ ghi chú 40 m2 này đã có thông báo thu hồi đất nhưng gia đình chưa nhận tiền đền bù. Đến nay dự án vẫn chưa thực hiện. Bà Vũ Thị Ngọc Bích đề nghị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình bà phải thể hiện rõ diện tích 40 m2 này. Một số hộ dân thuộc công ty nông thổ sản năm, phường Bắc Sơn có đơn năm 1980 công ty nông thổ sản năm cấp cho các hộ gia đình mỗi hộ một gian nhà tập thể. Năm 1988-1990, công ty thanh lý cho các hộ. Các hộ đã nộp tiền đầy đủ và nhận giấy nhường quyền sử dụng nhà từ công ty. Đến nay, một số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở với diện tích công ty đã thanh lý nhà ở cho công nhân viên chức. Phần diện tích dồi dư, các hộ cam kết sẽ nộp tiền theo quy định của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung, cư trú tại tổ dân phố số 11 phường Bắc Sơn có đơn về việc bà Nguyễn Thị Thúy, cư trú tại tổ dân phố số 11 phường Bắc Sơn xây nhà không có giấy phép xây dựng, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phần diện tích đã có quyết định thi hành án của tòa án. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung đã kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn nhưng chưa được giải quyết sau khi nghe công dân trình bày và đại diện các ngành đơn vị chính quyền địa phương có ý kiến tham gia làm rõ giải thích đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận phạm văn khanh và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận nguyễn trường sơn trả lời làm rõ các vấn đề các công dân phản ánh kiến nghị một số nội dung chưa rõ giao các cơ quan chức năng phối hợp tiếp tục xác minh cụ thể đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận lưu ý các cơ quan chức năng ra soát xem xét các văn bản liên quan giải quyết các đề nghị kiến nghị của công dân trên cơ sở quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của người dân